Xin chào các bạn, đoàn cứu trợ của chúng tôi vừa mới cứu trợ xong ở huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình. Bây giờ chúng tôi đang di chuyển lên huyện Bố Trạch ở gần Phong Nha Kẻ Bàng. Chúng tôi đến những cái vùng rất là sâu và bạn thấy rằng là đây là đang là ở cái khu vực và đường quốc lộ hôm nay nó cũng đã rất là mất nước rồi, nhưng bạn thấy là nước nó vẫn đang còn rất là mênh mông. Thế thì chúng tôi xin được chia sẻ một số những kinh nghiệm trong cái lúc mà mình đi làm cứu trợ, vì là chúng tôi là cái đoàn mà gặp trực tiếp của những cái người dân. Thế thì những cái điều lưu ý sau đây là những cái lưu ý cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể mang đến đúng thứ mà dân cần và đến đúng cái chỗ mà người ta cần. Số 1 là cái phương tiện của chúng ta nên đi ấy. Nếu mà di chuyển, bạn nào mà có thể di chuyển bằng đường hàng không là tốt nhất. Hàng hóa bạn di chuyển bằng hàng không là tốt nhất, bởi vì là hiện tại trên quốc lộ 1A tất cả những cái cung đường đều đang bị tắc đường do những cái đoàn cứu trợ vào. Chúng tôi may mắn là chúng tôi đi hàng không và chúng tôi cũng rất là biết ơn cái hãng Bamboo, vì hãng Bamboo đã cho chúng tôi được vận chuyển hàng hóa miễn phí đến với cả tỉnh Quảng Bình. Và thứ hai rằng là chúng ta có hai cách để mà thực hiện cứu trợ. Số 1 là đơn giản hơn, là bạn đưa cho hoặc là bộ đội này hoặc là những cái cơ quan địa phương, họ sẽ tự phân bổ hàng hóa đến các vùng. Và cái số 2 là dành cho những người mà thường xuyên đi làm từ thiện, thì các bạn hoàn toàn có thể là tự mình lập đoàn và đi. Và khi mà tự mình lập đoàn đi thì nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Một cái điểm cộng là chúng ta có thể đưa được hàng hóa đến tận cái nơi xa xôi. Ví dụ như là chúng tôi đi ở những cái nơi mà ở những cái vùng mà nó đang còn rất là ngập nước và gần như là bị cô lập với những xung quanh, và chúng tôi phải thuê những cái thuyền cano lớn để có thể vào được. Và chính vì thế cho nên là, và đồng thời rằng là thực ra chúng ta cũng biết mà, khi mà trong cái lúc mà rối ren như thế này thì có thể nơi có nơi không. Đây các bạn có thể xem mà nước vẫn đang còn ngập như thế này đây đó. Dạ. Và để đảm bảo rằng là những cái nơi mà chúng thực sự là những người dân kêu cứu mà khó khăn á, thì phải có những cái đoàn giống như chúng ta thì chúng ta mới có thể đưa được đến tận tay họ, và cái thời gian nó cũng rất là vô cùng linh hoạt. Và đồng thời là khi mà mình mà đi tự đi á, thì các bạn phải giống như đoàn chúng tôi này, là cái công tác mà tổ chức liên lạc cũng như là cái tâm lý cũng là rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ là dân họ rất là mệt mỏi, vì thế cho nên rằng là có người dễ thương và có người thì chưa dễ thương, và các bạn phải sẵn sàng với những cái vùng đấy. Với nữa là cái lượng hàng mình đưa vào, do là cái phương tiện vận chuyển nó bây giờ ghe thuyền nó ít, thế cho nên rằng khi mà mình đưa hàng vào ấy thì mình không đưa được một lượng nhiều, và như vậy thì dân thì lại rất là đông. Có khi làm ở một xã nó có là cả chục nghìn hộ rồi, cho nên là vài trăm hộ hay là một cả một vài trăm phần hoặc là 1.000 phần của chúng ta nó không bỏ vào đâu cả. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải đứng trước một cái áp lực là phân bổ làm sao để tất cả mọi người đều có thể có hàng được, và lúc đấy khung cảnh nó cũng rất là loạn. Cho nên là khi mà các bạn đi, các bạn chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái tình huống này, và cái việc mà liên lạc là rất là quan trọng. Nhất định là khi mà các bạn tự đi, các bạn phải có dân bản địa. Nếu không có dân bản địa ở đúng cái vùng đấy, ở đúng cái huyện đấy, cái xã đấy, cái thôn đấy, thì gần như các bạn đi là các bạn không biết đi đâu về đâu luôn. Thậm chí chúng tôi là có cả những cái đoàn bạn là còn bị lạc và bị kẹt lại ở đó, bởi vì là không có cái phương tiện liên lạc và không ra được. Thế cho nên là nếu như không có người bản địa thì gần như bạn không thể di chuyển được. Tôi nhấn mạnh cái điều này, cho nên rằng là mặc dù dân bản địa là những cái người mà người ta sẽ chỉ cho mình chỗ nào, nhưng mà mình lại cần phải có cả cái lực lượng, ví dụ như là những lực lượng như chúng tôi là chúng tôi liên lạc với cả bộ đội. Thông thường ở những bộ đội mà với tính chất là họ đi theo như kiểu là theo quân đội á, và họ thì họ sẽ không cho dân mình lên, dân thường của mình lên ghe lên tàu đâu. Cho nên rằng là tôi phải nhờ được một anh để anh ấy đi cùng mình, tức là anh ấy coi như là anh ấy là dân thôi, anh đi cùng mình. Bởi vì bao giờ cũng vậy, khi mà đến những cái chỗ mà phải bơi này rồi phải cứu hộ này là chúng ta cũng phải sẵn sàng luôn cho những tình huống đó. Và thông thường thì bộ đội của chúng ta là rất là xông xáo, và anh ấy đi trước xong bắt đầu người của mình là sẽ đi sau, như vậy thì nó sẽ thuận lợi và nó sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người, mà mình cũng không bị lo là ra đến đâu sóng như thế nào. Thì họ đều có thể nói được, và sóng ở đây như hôm qua chúng tôi đi là còn mạnh hơn cả sóng biển, trong tranh liên tục, và mình gần như là mình không đi được nếu như mà không có những cái lực lượng mà dân phòng mà hỗ trợ cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đi từ thiện trong cái kiểu này là cứu trợ rồi, cho nên chúng ta phải rất là tâm lý rằng là dân họ cần gì. Hiện tại nếu như mà đang bị ngập nước thì cái họ cần nhất là đồ ấm và thực phẩm. Mà thực phẩm bây giờ và cái giai đoạn mà đang bị ngập nước mà lên rất là lớn như vậy thì mì tôm nó cũng không có cái để mà nấu. Thậm chí là có những cái vùng là như tôi đi ở cái vùng mà Bố Trạch này là họ còn báo với tôi là họ phải cắn cả gạo để ăn á, chứ còn họ không có cả mì tôm, không có cả cái gì được, vì là họ bị cô lập. Thế thì khi như thế thì mình phải nhớ rằng là ngay lúc đầu tiên là mình phải có cái lương thực mà ăn được ngay, đồ đóng hộp này, tất cả mọi cái là mình ăn liền, là mình sẽ phải
mang đến. Cái số 2 nữa là gì? Những cái món như là mặn mặn đó là rất là cần thiết, như là thịt hộp, rồi xúc xích, rồi mấy cái món mà đóng hộp mà thủ gạn là cá thịt đó là tốt. Và bạn có thể mang thêm bánh mì hoặc là bánh chưng nữa thì càng tốt. Thế đến cái giai đoạn sau, khi mà nước bắt đầu rút, ví dụ như hôm nay là nước bắt đầu rút, xe bắt đầu di chuyển được, là lúc này họ rất là cần cơm, rất là cần gạo. Hiện tại ví dụ như là ở Quảng Bình này, chúng tôi đi mua gạo để chúng tôi mang lên huyện Bố Trạch ấy, thì có rất là ít gạo, không có nhiều đâu ạ. Ví dụ chúng tôi muốn nấu khoảng 500 suất cơm á, là hôm qua là không đi mua được gạo, còn hôm nay thì chúng tôi đã có thể mua được rồi, nhưng mà giá cũng rất là đắt. Và nếu như mà chúng ta di chuyển từ vùng khác tới như xe ô tô, có những đoàn của bạn chúng tôi là di chuyển rất là nhiều, cả vài tấn gạo di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra, thì lại bị kẹt ở Quảng Trị do là giao thông hoặc là có một vài khu vực sạt lở, cho nên các bạn cần phải chú ý gần vùng nào thì mình sẽ mua lân cận ở cái vùng đấy mình chuyển sang. Ví dụ như bây giờ mà mua ở Đà Nẵng chuyển sang Quảng Bình là rất là ok, bởi vì là đường đi nó thông thoáng rồi. Rồi nữa là gì? Sau khi mà nước đã rút hoàn toàn thì các bạn phải hình dung là cái khung cảnh trong gia đình của họ rất là tang hoa. Và lúc này là lúc mà họ cần phải tái thiết. Ngay tại thời điểm này thì lương thực vẫn đang đổ về Quảng Bình rất là nhiều. Nếu như chúng ta mà không có bão nữa mà nước rút hẳn đi rồi á, thì lúc này là lúc mà dân rất là cần tiền, chứ không phải là cần thực phẩm nữa. Họ rất là cần tiền để làm gì? Để mà họ mua lại hạt giống, mua lại cây giống, mua lại con giống, để họ bắt đầu ổn định lại, để mà họ kinh doanh. Và họ mua những cái nhu, gọi là những cái đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Thì bây giờ là có những hộ mà ở ngoài gọi là sóng chỗ mà nước lớn ấy là bị ngập, là họ cuốn hết rồi. Còn có những cái đồ mà ở sâu ở bên trong thì nói chung là ngập quá là lâu. Lần này lần lụt số 3 rồi của cái đợt này. Thế cho nên rằng là thực sự mà nói á, là chúng ta rất là cần tiền cho người dân. Cho nên là các bạn cũng lưu ý rằng là tùy từng cái giai đoạn mà mình đưa lương thực, và bạn phải biết rằng là khi mà bạn vận chuyển lương thực ra mà tính luôn cả cái thời gian kẹt đường, kẹt đò này nọ kia khác, đến tay người dân là lúc đấy là nước rút rồi chẳng hạn. Cho nên là chúng ta cũng cần phải chia ra và khẩn cấp, ai khẩn cấp được ở ngay chỗ đấy thì bạn có thể chuyển tiền cho cái người mà trong đoàn của bạn, nhưng mà họ sống ở gần đó, gần cái tỉnh thành phố nào gần đấy, để họ chuẩn bị cho nó nhanh. Giống như chúng tôi lại trong một ngày là chúng tôi đi luôn, thì đi máy bay đi luôn thẳng luôn thì mới kịp được. Thế còn nếu như không, bây giờ là tôi thấy là khi chúng tôi đã cứu trợ xong rồi và chúng tôi chuyển lên cái vùng miền núi rồi, thì ở này vẫn có rất là nhiều đoàn đang còn đứng ở quốc lộ 1A để có thể đưa hàng vào được. Thế thì còn một việc nữa là gì? Chúng ta tập trung vào cái vùng lũ và một số những cái huyện miền núi á, mình lại hay bỏ quên. Giống như là cái thôn là Cù Lạc Một, đúng rồi, cái thôn Cù Lạc Một ở huyện Bố Trạch mà chúng tôi đi này là đến ngày hôm nay là vẫn chưa có cái đoàn cứu trợ nào vào cả, và họ đang phải cắn gạo. Và chúng tôi á, ngay lập tức là khẩn trương linh hoạt để mà chuyển 100% lên trên đấy. Và đây là cái lúc mà chúng tôi đang đi. Chúng tôi mong rằng là cái thông tin chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có thể đưa được đúng cái thứ mà người dân cần và đến đúng cái nơi mà đang thiếu thực sự. Và xin biết ơn tất cả những cái tấm lòng hảo tâm. Đây là cái tinh thần hỗ trợ tương thân tương ái của chúng ta là đã ăn sâu vào máu thịt của chúng ta rồi, và nhất định rằng là chúng ta sẽ gửi đến tất cả những gì cần thiết cho nhân dân của chúng ta ở những cái vùng mà đang bị thiên tai. Xin chào và hẹn gặp lại.